Lạy cha là người chủ ruộng tốt lành, đồng lúa đã chín vàng chờ ngày gặt hái. Xin cha sai những người thợ lành nghề và tận tụy đến làm việc trong cánh đồng bao la của cha. Xin cha gieo vào lòng các bạn trẻ hôm nay những ước mơ lớn lao, những lý tưởng cao cả. Xin cho họ biết quên hạnh phúc và tương lai của mình để yêu tha nhân bằng trái tim rộng mở. Ước gì họ nghe được tiếng kêu của người bị áp bức, cảm được cơn đói khát lời Chúa và tình thương, thấy được những mất mát của bao người đau khổ và chạm đến sự trống vắng của tâm hồn lạc hướng. Xin cha sai Thánh Thần đến với các bạn trẻ để họ quảng đại đáp lại tiếng gọi của Chúa Giêsu, sống như Ngài đã sống và tiếp tục làm những gì Ngài đã làm trên trần gian. Cũng xin cha gìn giữ gia đình và giáo xứ chúng con, thanh lọc bầu khí của trường học và xã hội để tất cả trở thành môi trường tốt, giúp các bạn trẻ dễ dàng tìm gặp ý cha.